Rồi, mến chào cô chú anh chị nha. Thì hiện nay là chim sâu đang nấu cơm mà cô chú anh chị. Thường mình cho mấy nước chim sâu? Hai nước hả? Ba. Ba nước. Ba nước à, cho nó sạch ha. Ba nước luôn. Hai tay tôi vô. Ai nói chim sâu mà không biết làm đâu. Làm như bây giờ tập làm mà nè, nghe không? Đừng cho mẹ chồng buồn nữa. Hợp lý. Nói vậy tôi chịu. Đúng. Có chính xác rồi. Còn giò cơm này. Giò cơm mới gan như nàng tiên cá hả trời? Giò cơm được không trời? Nhớ chưa? Mua rồi á, đây nè. Bấm đèn rồi nè. Quá giờ bữa nay còn như vậy. Quá sáng. Đâu vô. Khen thì khen nhưng mà vẫn hỏi mua giá số chưa? Mua rồi bà cô. Cùng một cái nha. Chim sâu hỏi là chim sâu nấu cơm rồi mấy anh có ở ăn cơm không? Nơi này, bên này nè. Nè có hỏi không? Có hỏi mấy anh em ăn cơm không nè? Nấu cơm đãi YouTube bữa coi. Chim sâu nấu cho em ăn ké nha. Nè mấy anh em YouTube bà ủng hộ số chân luôn đó. Không, hổm gà năn nỉ 4 lần rồi. Bây giờ nấu cơm đãi YouTube bữa đi. Có đãi không? Quá lỗi rồi. Bà chê. Năn nỉ bà là 4 lần rồi đó. Nó giờ xả nước rồi vô nước cho nó sạch gạo của chú anh chị. Hình như nãy giờ là do bốn nước rồi ta. Bốn nước luôn rồi tại. Cho nó sạch mà nó luôn. Nồi cơm này là mẹ chồng ăn là xuất sắc luôn đó. Trời ơi, do thịt bóng luôn tại. Trời ơi, cơn gió nào? Cơn gió nào? Bắt ngồi cơm vậy? Chị Kim. Trời ơi. Chị Kim. Hẹn chị không? hôm nay cũng muốn chuộc lỗi đó. Ê chim sâu ơi, trời đã mưa rồi đó chim sâu. Dự đoán trước là chim sâu như nấu cơm luôn rồi. Bữa nay biết mẹ buồn nên là nấu cơm chuộc lỗi mà, đã cho chim sâu nấu nè. Chuộc lỗi. Trời ơi, lại nấu cơm luôn hả? Vô uống nước rồi đó. Rồi chắc tối nay mưa thục xịnh luôn quá. Rồi được rồi đó chị chim sâu ơi. Rồi nước lên đây nè. Rồi nước nữa hả? Lần đầu thì ai tập lần đầu. Lấy nước bỏ đi, lấy nước này nè. Cái nước bỏ đi. Cái nước này cũng được bình thường cái gì đâu, nó lọc mà. Này này là do mấy nước chị đại. Đấy. Bốn nước rồi đó. Đấy, bốn nước luôn rồi đó. Trắng rồi, trắng rồi, không sao đâu rồi. Trắng gieo rồi. Rồi. Đó. Trong rồi đó. Không, vợ hiền vô thảo vậy là tôi chịu. Được. Rồi. Mấy dễ chùi lắm. Nhớ dạy đúng rồi. Lấy này dẻ chùi cho nó cái con. Dẻ nước nhẹp. Dẻ khô. Dẻ đó kìa. Dẻ khô kìa. Dẻ mát kìa. Cái chim này làm bể cho mát kìa. Hết biết cái đồ dẻ quá lâu luôn. Trời ơi. Chị chim ơi. Cố gắng huấn luyện cho bà thành tài. Cái gì mà bóp hoài vậy? Gì mà bóp? Anh nói chưa? Mà trong khi đó là không có bà mẹ nói là gắt là hạnh phúc nha quý vị. Vì chị sao biết nấu cơm? Đây được nói hạnh phúc dữ lắm luôn. Thường rồi. Thấy. Rồi giờ bắt chảo lên chiên khô đi. Chiên khô đâu chiên khô đi. Chuyện nhỏ, không chuyện này cũng chuyện kia. Rồi bắt đầu cơm rồi đâu nữa? Bệnh nào? Hỏi chuyện đó rồi. Bây giờ cơm gì gọi đó hả? Bắt đầu cơm lên là chùm anh ngủ rồi đó hả? Chùm bắt đầu luôn nha. Bệnh ai? Bệnh gì? Bệnh sao? Uống thuốc vô thì sao? Cái này bệnh mà giấu nè. Sức cơm rồi bệnh luôn rồi đó. Giờ do nồi cơm bắt lên này xong rồi vô ngủ nữa cô chú anh chị ơi. Thích gì hồi kiểm trước coi chừng sao. Họ cái hai sĩ kiên họ với mẹ rồi phải phải ngồi có ai nấu giá không chị chim họ cái hai sĩ chị dựa cái cột chị sao ơi họ đi hai sĩ gì 200 ngàn rồi đưa tiền cầm đi họ liền phải không đưa tiền cầm đi không cho mua cho à họ không đất đất kêu mẹ phụng họ đi đất kêu hò mà chú có mua trẻ ra có đi học không không có vào mua học không đi tắt cái điện thoại đi con đi học hả đi đâu nè đi đâu đi học đi đó hả hai mẹ con đi học cùng lớp có điện thoại không cho chú đi học luôn hả đi
bé Đức rủ chim sau đi học cùng lớp với bé Đức. Hai người học lớp mấy à Đức? Cái mộc hả? Để tắt coi. Cái chim sau đi học một chữ quá. Dạ. 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 Ở xin tóc rồi. Lấy con hò cho mẹ nghe. Không chịu nói gì. Thôi hả? Lấy hò lấy 200 ngàn. Hò lấy 200 ngàn. Nè ba. Ba hò. Lấy xin tiền cho con đi học. Hò đưa tiền con đi học. Ờ đúng rồi. Đây. Mình mới dạy. Vậy mới là vậy mới làm mẹ được chứ còn. Ừ. Con làm mẹ được sao? Con làm gì? Thôi nè nè về tiếp thôi. Thôi khỏi họ cũng cho nó, thôi cho chim sâu 20 ngàn. Nói. Ê chim sâu ơi, cái này là của cô ở ngoài gửi cho 20 ngàn sao cũng coi. Nha, cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô. À, cảm ơn thầy dạy cho. Rồi ông con cái rồi, cho được không coi. Con gió coi. Con gió ai? Rồi có chúc cho cô gì không? Chúc cho cô gì không? Không. Chúc sức khỏe. Khỏe, ăn thân anh giữ. Không, chào bà ơi. Cho nó 200 ngàn. Nếu chúc mà cô họ nó hay á. Cô cũng có hay phái của họ đó nó cho hai ngàn ta cho nữa mới mất ta cho nữa họ đi là mình phải họ cái tôi họ cái mặt cho tôi 50 thôi đây không thấy bà chị nuôi không nè sau lưng luôn đây họ bà chị nuôi là kém hơn bà tới 3 lần lận bà 200 bà chỉ 50 thôi mà ta còn không chịu nữa họ cái mà chung hỏi cho ơi vô đưa vô đẩy gì đó họ ơi ừ đẩy không vui đưa vô đẩy sao em đẩy anh vô phòng lên núi đỉnh kinh tôi đẩy không vui rồi giống có hổm nằm quán đó thì họ cái người ta chạy lại đó ủa bản gì ta quên người ta ý, quên nó đừng cho họ nó mất công luôn lắm nghe họ bò ông họ cái rồi tình trạng là khó xử lắm đó ê nhớ không ê. Nhớ họ bị gì không nhớ họ không có hổm nằm quán họ bị gì họ bị gì chứ bữa hỏi bên họ mình quán đó mình về đây mình bị cái gì không quá bị đuổi rồi cái kia bị gì nhớ ai mà nhớ ai nhớ kỹ là coi bị gì cái đó là chắc quan trọng đó nhớ là quán đó là tan câu cái mình họ cái anh em chạy lại đó bán gì quên cái anh đi họ có cái dạ là hổm ta hò gì đó anh ơi hổ ơi gió nghỉ gió mưa nghỉ anh cho phòng cái núi gì đó rồi nãy ra bảy cứ nãy ra bảy nãy ông mà có đi mai cho tôi nãy có đi mai kìa trời ơi là trời bà nội thì xong kìa ổng dọn lên lâu qua kìa đó nó bậy kìa bà nó bậy nó thấy chưa thấy được 200 ngày rồi ha khoe ha sao được 200 ngàn sao? Người ta chúc người này nọ rồi có chúc người mạnh thường quân như thế nào? Cấm chưa? Chưa. Có tật không? Có. Mưa rồi đi. Hết mưa rồi. Cái gì vậy? Gì sao? Vậy sao mà cái mỏ xị tạng? Giống cá lóc mùa trời. Giống cá lóc mùa trời. Bảy. Bảy gì bảy không? Không. Làm gì bà nghe tin bảy gì bảy cho bà hỏi hoài vậy? Nói gì về? Đừng có nói gì nữa chứ. Đúng rồi. Đừng nói gì nữa. Im đi đừng nói. Mình mở miệng lên là mình bị có lỗi. Nhiệm vụ hoài là chỉ bán vé số về ăn rồi ngủ thôi. Không. Không nói gì hết. Đưa chỉ cho cái. Đó. Cười mới đẹp, cười mới đẹp hơn. Cười biết rồi. Cái này cũng trẻ vậy, cái này ngủ do vậy cũng trẻ vậy. Mà thèm gì mà nói tôi coi, qua mà nói là thèm gì sáp mua cho ăn. Thèm gì? Có rồi. Mà thèm gì đó, thèm gì sầu cũng kiểu đó. Chuột hả? Chuột sầu kiểu hay gì? Có chị nuôi viên đồi nữa ở nhà nuôi lo bữa nuôi ăn luôn còn gì đó tàn thèm thì chị nuôi mua cho ăn lấy thèm khô cắt sạch thì chị nuôi cũng mua bởi vậy chị nuôi á thì đi xuống đây lo lắng gia đình lúc nào cũng vui vẻ mà gặp mẹ nuôi xuống cái rồi gia đình sao bung bung thò kháo biết nói luôn nha sao gia đình sao sáo luôn chị sao sáo
Ở Bình Điên trở lại đó, sóng gió qua qua đó. Mai mốt là không có nghe lời mẹ nuôi đó nha. Hết bên chị nuôi không bên nổi đâu đó. Khừ gian khỉ dạng. Giờ mà làm anh em cố gắng là cho quà hận lại đó, cố gắng lại ha lên nha. Ngoan nha. Ngoan được rồi. Nấu cơm. Rửa chén bao nhà. Đó. Có. Có không? Có. Thì đâu có. Nói giặt đồ không? Bây giờ vô giặt đi. Nói giặt đồ đó. Nói mà làm cho nó giặt. Giờ nó nói mới làm nó mới tin. Mời giặt ha. Ừ, mai giặt đi. Đi số kìa, ngày mai đi bán đi số. Sáng đi bán số là giặt đồ, đi mai đi bán đi số. Giờ giặt đồ bán số khỏe rồi. Chạy xe em đó. Còn không giờ vô giặt đi rồi mai bán cho nó khỏe. Đó, mới mà lo giặt đồ không biết số bán không được sao? Không chừng vô giặt mà mẹ chồng thấy mẹ chồng khoái nữa. Mà ngủ tới 11 12 giờ. Bây giờ muốn bán ngày mai bán vé số á, mình vô trong mình giặt mấy cái đồ mấy cái bộ đồ đi rồi mơ bán số khỏe gu mình giặt đồ mình cái ghe luôn như đồ chiếc xe đi. Thôi bây giờ nói giờ làm nè, giờ nói giờ làm cho tôi coi coi kèm bước rồi đóng giặt cái đồ coi. Trời giặt đồ mới la. Mẹ nó nghe con mới la nó vậy. Giặt đồ là hết la luôn á, giặt đồ là mẹ hết la luôn á. Giặt đồ đấy, không có la đâu. La. Không, nãy một cơm xong la. Ừ. Giặt đồ hết chứ. Bây giờ giặt không, bây giờ mà chim sâu mà giặt đồ nấu cơm là mẹ mừng lắm luôn á. Cảm ơn. Đi đây. Giờ nói gì vô làm đi, làm mới tin. Đi giặt đi. Biết rồi, nó chày. Nó bị chày. Chày không? Thôi giờ nó nhiều quá vô giặt đồ đi chày. Giặt đồ đi ngồi mơ bán số khỏe. Quán lông rồi. Thuộc thấu ngồi lông. Ừ, có là bán lông. Lông rồi. Thôi ghé là được ghé. Ở đây bán cũng hết nữa, chỉ khỏi diện lông. Nghe mình có anh không? Đi giờ nói mình làm với. Có hai giờ lên tảnh đó. Thôi đừng lên, chở tặng đang làm chở lên chở tặng đi chữ hả? Tử luôn. Thôi, bậy. Thật lâu. Đại ca mà buồn máu luôn. Chị đại. Xô máu luôn. Không, mẹ. Đi, đóng giặt đồ đi. Không, đuổi vào vô giặt. Tự, hai chồng giặt đi nó. Vì chỉ luôn, chỉ cho chim sâu luôn anh Long. Ngồi vậy. Ngồi vậy chị, muốn đi giặt đồ, với giặt đồ xong tôi tắm luôn coi. Thì tôi đi luôn coi. Rồi, xong giặt đồ. Chị không có giặt đồ mà đưa nó hoài à. Rồi xin mời luôn. Đây. Đi kìa nó. Hai chồng chị sâu dây đầu của dơi. Đi vô giặt đồ. Rồi vô kìa. Xác rồi đó. Rồi vô giặt đồ. Vô. Dí vô. Giặt đồ đi. Dạ hát. Trời 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 đủ chồng. Ai giặt? Vô. Đứa nào giặt? Tao giặt tôi coi. Đứa nè. Bữa nay tôi quay phim bà giặt đồ. Đồ thấy không? Giặt đồ hả giặt? Đồ ai nó giặt cái gì? Nè. Giặt hết luôn đi. Giặt hết luôn đi. Ấy. Đi ăn bữa đây. Tối ngày rồi dữ hoài. Nè. Không ra đây. Thì bây giờ mình xả nước trước đi, rồi xà bông mình để sau. Cho nước qua nước dơ nó hết. Đó, có chồng ai dạy được vậy không? Tôi về tôi giặt đồ lên tôi không đó. Ai giặt tiếp rồi đâu. Có chồng nghe cáp. Chồng không giặt. Không được như chồng của bà. Đọc. Ai dạy gói rồi con. Đây. Không. Rồi tới luôn. Kêu bà nội nghe đi, cái nội nghe đi. Số cái này mở của bà nội mà.